biết là lên 16 nhẹ nhàng. Đó. 80% ga là 16 nha anh em. Tiếp cho anh em xem. Cái cổ này cũng lên chỗ đó nè. Đó. Cái này nhìn nè. Đó là này. Thử lên nha anh em. Đây tập ngoại hội SH350 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Hỏi thắt nha anh em. Quá trời xe luôn. Đây tiếp tục những ngày hỏi SH350 của anh em nha. Đó, 4 chiếc luôn. Nồi vô gió hồng xăng.
cái nồi zin nó dặn lên tới đây là đúng nha. Đã mình làm nó mở tua này luôn. Zin lên chưa được 160 nữa, 150, 150 mấy. Mình làm rồi là nó chưa hết già là lên 160. Cái lại xe này nó bị rung rần ra đầu. Bô này là đang zin nè. Bí lắm, cái lỗ vô nó chút xíu à. Nên mình làm lên hai cổ titan luôn nha. Rồi, ok. Làm xong rồi quay cho anh em xem ha. Cái nồi là nó kêu quá nè. Nó còn rung rần ra đầu nữa. Rần nó nhè màn hình luôn á anh em. Đây, SH350 làm nồi bô gió thay cổ titan tại TPK. Số điện thoại mình là 0909774482 nha. Nó lên màu tím luôn anh em. Cổ titan mới làm xong á, mình để nó trơn luôn. Làm cái khúc này là không bao giờ bị đè nha, mình làm rất là bốt, nó hít luôn. Chứ cổ titan nó hay bị cái tình trạng này, nó rè rè rè, mình làm là không bao giờ bị tình trạng đó nha. Đó, titan. Nãy mình lên màu, thì nó sẽ nó màu từ ra tới đây nè. Nó giống như xe bình này rồi. Đó, nó sẽ đẹp hơn. Đó, anh em thấy không? Mình là mình thích nó tự lên màu, nó đều hơn là mình khò ha. Chung cũng tùy anh em thích thôi. Mình làm rất là bót rồi không? Đây, SH350 nồi mô gió, ống xăng, cổ titan. Bên đây là zin làm nồi. Đây là nồi mô gió luôn, cổ titan mới làm chưa lên màu. Đây là cổ lên màu rồi, nồi mô gió luôn. Đây là những chiếc xe mình làm nha. Tứ SH350. Nè các ơi. Đây SH350, xe này mình làm full nồi mở tua với thay lọc gió với móc bô heo bài thay cổ titan luôn. Nồi mình phay cánh bi nè, bẻ độ. Gió heo bài nó mở cái tua lên đây luôn ha, rồi riêng nó lên tới đây thôi. Thay lọc gió. Cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái zin đó nè, dơ lắm. Chạy thời gian nó đóng bụi rồi. Đấy. Xe này móc bô của bạn mình, hai cổ titan luôn. Rồi. Đây mình lắp vô mình test cho anh em xem nha. Đây SH350 sau khi mình làm full nồi móc bô hai cổ titan với lại thay lọc gió mở tua luôn. Nó bốc hơn nha anh em. Xem nha. Rồi tiếp tục ngày hội SH350 cùng anh em nha. Quá thì xe luôn. Full xe.